And now, we have a hotline from Hoài Thương in Ao Lạc, also known as Vietnam. Con kính chúc sư phụ luôn khỏe mạnh. Con xin kể một trong những thể nghiệm nội tại của con trong lúc thiền. Khoảng tháng 10 năm 2021, con ngồi thiền thấy hàng hà sa số chư Phật, Bồ Tát, A-La-Hán và chư thần đã hiện hữu tại địa cầu đánh với ma vương. Chúng đông trùng trùng điệp điệp, ma vương điều khiển con người làm những việc ác. Địa cầu rất hỗn độn và đáng sợ. Con nhìn thấy sư phụ mặc trang phục màu trắng. Từ bàn tay ngài, sư phụ búng ra những hạt li ti màu trắng. Ngài búng vào phía sau lưng con một hạt. Những ai có hạt sen đó thì được chư Phật, Bồ Tát, chư Thần bảo hộ trong thời kỳ thanh lọc. Sư phụ làm giấu những đệ tử của ngài để họ được bảo hộ, nhưng không phải tất cả. Những ai tinh tấn tu hành, thành tâm cầu đạo mới được lực lượng bảo hộ. Trong một thể nghiệm nội tại khác trước đó vài tháng, con thấy địa cầu rất hỗn độn. Nhà nhà có vàng, tiền, nhưng không có thực phẩm hoặc gạo để ăn. Con người bấy giờ mới thức tỉnh nhưng quá muộn. Họ đem vài chỉ vàng đổi lấy một ký gạo, nhưng không có gạo để đổi. Họ hiểu ra rằng vàng là vô dụng. Họ hoảng loạn và hối hận, và ma vương hiện nguyên hình. Chúng rất đông, con người bị chúng rượt đuổi. Tệ nạn trộm cắp khắp nơi, không còn hệ thống bảo vệ con người. Dã thú tràn xuống vào dân cư, vào từng nhà, xông vào tấn công con người. Rất hỗn độn và đen tối. Con hoảng sợ vì bị ma vương tấn công. Con cầu sư phụ và niệm Nam Hồng Danh. Chúng đến gần, nhưng không tấn công con được. Con cảm ơn sư phụ đã cho con thấy những thể nghiệm nội tại này, đã giúp con thức tỉnh và chuyên tâm thiền định, và con biết thời gian không còn. Xin nhắn nhủ tất cả đồng tu hãy thành tâm tu hành, và chỉ cầu xin giải thoát, và cầu xin Thượng Đế, sư phụ và chư Phật Bồ Tát bảo hộ. Thế thôi, con kính chúc sư phụ viên thành ý nguyện và long thân khỏe mạnh trường cửu. Hoài Thương, từ Âu Lạc, Việt Nam. Humble Hoài Thương, your inner experiences are a fitting reminder for us to be more centered in our spiritual practice. Our profound veneration for the celestial beings that have been invisibly guarding our precious planet and all the worthy ones. Here are a few words of love for you from Master. Bright Hoài Thương, through eons of time, many merciful masters have come to uplift sentient beings and our planet. Yet humans remain buried in ignorance. We continue to create a vulnerable bubble to live in as a consequence of the suffering inflicted upon the innocent animal people. May spiritual awakening be aflame within the hearts of longing Ao Lạcis or Vietnamese people to quickly transition to the benevolent vegan way of life. Vegan, tested positive for selflessness. We welcome your heartlines, stories, and our cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.